chương trình phát thanh Măng Non, liên đội trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ. Chương trình phát thanh Măng Non, liên đội trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ. Lịch sử và ý nghĩa: ngày thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ ngày 10 tháng 11 năm 1929. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 đến năm 1918, nền kinh tế của nước Pháp khủng hoảng trầm trọng. Thực dân Pháp tăng cường khai thác Đông Dương, do đó ruộng đất của nông dân Cần Thơ lần lượt rơi vào tay đồn điền Pháp và địa chủ. Bên cạnh đó, thực dân Pháp còn độc quyền quản lý thương mại, văn hóa, giáo dục, thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Trước tình hình trên, nhân dân Cần Thơ trước hết là nông dân rất căm phẫn chế độ thực dân Pháp. Nhân dân khao khát có được độc lập, tự do, cho nên phong trào cách mạng ngày càng lên cao. Đầu tháng 11 năm 1929, Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang phân công đồng chí Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Nhung có kinh nghiệm trong công tác vận động nông dân và đồng chí Bảy Núi từ Cà Mau về hoạt động tại đồn điền Cờ Đỏ, nhằm để tuyên truyền, vận động, giác ngộ quần chúng, xây dựng cơ sở cách mạng, cơ sở đảng. Để lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng, các đồng chí quyết định thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại đồn điền Cờ Đỏ. Vào đêm 10 tháng 11 năm 1929, tại căn chòi nhỏ gần lẫm lúa, chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ được thành lập gồm 3 đồng chí. 1. Đồng chí Hà Huy Giáp. 2. Nguyễn Văn Nhung. Và 3. Là đồng chí Núi. Do đồng chí Giáp làm bí thư, các đồng chí thường xuyên tiếp xúc với người nông dân lao động để tuyên truyền giác ngộ lòng yêu nước, ý thức cách mạng. Ngoài ra, các đồng chí còn viết bài cho báo Lao Nông, dịch sách, tài liệu cho Đặc ủy Hậu Giang gửi đến anh chị em nông dân nhằm tạo cảm tình với đảng. Qua 4 tháng hoạt động, các đồng chí trong chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ đã góp phần nâng cao giác ngộ cách mạng cho đông đảo nông dân lao động, tổ chức nhiều cuộc đấu tranh giành thắng lợi, chọn lọc được nhiều quần chúng tích cực đưa vào các tổ chức thanh niên, phụ nữ, nông dân, công hội đỏ. Sau hội nghị hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ chuyển thành chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, chi bộ đảng đầu tiên của Cần Thơ. Đúc kết kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân của chi bộ Cờ Đỏ, ở nhiều địa phương khác trong tỉnh đã thành lập chi bộ đảng ở địa phương mình như chi bộ Bù Hút, Phong Hòa, chi bộ Vĩnh Xuân, Cầu Kè. Điều đó chứng minh chi bộ Cờ Đỏ ra đời có tính chất lịch sử rất quan trọng, đã tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng và phát triển tổ chức, cơ sở đảng trong toàn tỉnh. Để lãnh đạo phong trào cách mạng trong những năm 1930-1931 và những năm tiếp theo.